Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang cơ sở huyện Sốp Cộp phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin được tới quý vị và các bạn nội dung sau. Mở đầu là gương người tốt việc tốt. Những thầy giáo mang quân hàm xanh mang con chữ về bản. Cuối chương trình mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Sốp Cộp với các cuộc phát động thực hiện mục tiêu kép. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, các bản vùng cao biên giới của huyện Sốp Cộp có những lớp học đặc biệt, lớp học xóa mù chữ của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Nậm Lạnh lại sáng đèn bên những sườn núi ở vùng cao biên giới để đem con chữ đến với những người phụ nữ vốn tần tảo chịu nhiều thiệt thòi. Xưa nay chỉ biết đến nương rẫy, những người lính quân hàm xanh đã đóng góp một phần quan trọng trong triển khai công tác xóa mù chữ trên địa bàn biên giới huyện Sốp Cộp. Đã hơn một tháng nay, ba lớp học xóa mù chữ cho bà con nhân dân ba bản Phá Thóng, Huệ Dương, Tá Vai, xã Mờ Và được Ban Chỉ huy đồn biên phòng Nậm Lạnh phân công nhiệm vụ cho Thiếu tá Lò Văn Phích, Đại úy Giàng Bà Đại và Trung tá Mai Xuân Huy trực tiếp giảng dạy. Hàng ngày, các anh cầm trên tay chiếc loa phóng thanh đến từng bản để thông báo cho học viên đến lớp học đầy đủ đúng giờ. Alo, alo, thầy giáo thông báo đâu? Nuna pe do cởi do mới gì? Nuna là pua tua xua dê gió pe nha tỏ phá thắng. Cứ tì sao là tua, cần tới tua gió mới gì đâu? Ông Mường An Lồng mặc dù tuổi đã cao gần 60 tuổi, nhưng đây là lần đầu tiên ông được đi học với quyết tâm biết đọc biết viết. Nơi, Nuna là... Thời ngày xưa, bố mẹ hoàn cảnh khó khăn, còn nhỏ không được đi học đến lớp đến trường. Đến giờ phút này, tuy già nhưng bản thân không biết chữ rất thiệt thòi. Song nhờ có sự giúp đỡ của bộ đội biên phòng lên để mở lớp xóa mù chữ. Chính vì vậy bản thân tôi đã cố gắng học tập để biết chữ. Lớp học xóa mù chữ của bà con bản Phá Thóng xã Mường Và, đa số những người mù chữ trong bản đều là trụ cột lao động chính của gia đình. Họ ở độ tuổi từ 15 đến 60 tuổi. Hàng ngày đi lên nương làm rẫy, tối lại cùng nhau đến lớp học xóa mù. Trong thời gian qua, bước đầu học thì vất vả, khó khăn. Đầu tiên cầm bút, thầy giáo còn hướng dẫn, chỉ bảo từng chữ, từng nét. Trong quá trình một thời gian học tập trong một tháng, tôi đã tiếp thu hiểu biết một số cơ bản như biết đánh vần, biết đọc, biết viết. Từ đó tôi sẽ cố gắng phấn đấu để sau này học tập sẽ tốt hơn. Sau khi mở lớp, thấy bà con dân bản rất quý, rất mến học, yêu chữ, yêu nghề, bản thân sẽ nỗ lực phấn đấu để tham gia giảng dạy cho bà con hiểu biết cái chữ, để bà con còn nắm được kiến thức, bổ ích. Vào thời điểm tháng 11, cũng là lúc bà con ở các bản vùng cao đang rất tất bật với công việc thu hoạch mùa màng, để giúp các gia đình học viên giảm bớt khó khăn. Sau những giờ lên lớp xóa mù dạy chữ cho các học viên, Đại úy Giàng Bà Đại lại tranh thủ đến giúp gia đình khó khăn thu hoạch lúa nương. Các lớp học vào các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Cùng với dạy chữ, các thầy giáo quân hàm xanh còn kết hợp tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, chuyển giao khoa học kỹ thuật, cách phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc. Sau khi được học lớp xóa mù chữ, thầy giáo giảng dạy xong là biết làm ăn phát triển kinh tế, thỉnh thoảng mang gà, mang vịt ra chợ bán. Việc mở một lớp học xóa mù chữ ở biên giới không hề dễ dàng để bà con chăm chỉ đi học và tiếp thu được kiến thức lại càng khó hơn. Các thầy giáo quân hàm xanh soạn giáo án với những kiến thức gần gũi với cuộc sống của đồng bào, để bà con dễ hiểu, biết cộng trừ, nhân chia, từ đó họ sẽ chăm chỉ đi học. Tổ chức cái lớp dạy xóa mù chữ cho bà con nhân dân ấy, thì cái đây là nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Thì đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với phòng giáo dục huyện Sốp Cộp để vận động và mở thêm các cái lớp xóa mù chữ ở các bản vùng cao. Bởi vì tỷ lệ mù chữ của bà con nhân dân ở vùng cao, đặc biệt là các bản giáp biên giới, rất còn nhiều. Đối với đơn vị, tiếp tục phát huy cái vai trò
của người chiến sĩ quân hàm xanh để mang cái chữ để đến với bà con nhân dân vùng cao. Sự ân cần của những người lính quân hàm xanh gắn kết với khát khao và lòng quyết tâm học chữ của người dân đang ánh lên những cuộc sống mới nơi biên cương Tổ quốc.